Dạ vâng, em xin chào các bạn, xin chào các anh chị đang xem kênh mua bán âm thanh máy của Tuấn Anh Kiên Giang. Clip ngày hôm nay em cũng có một số đồ loa Bose, loa karaoke Pioneer cũng như là một số cặp loa tai thương hiệu Nhật và thương hiệu của Anh Quốc nha. Và trước tiên thì em sẽ đi đến một cái bộ loa. Đây là một loa JBL. Cái bộ này là hàng chính hãng của JBL nha. Em đặt trên trang mạng nước ngoài Alibaba về và cái tình trạng của nó thì đẹp xuất sắc luôn. Một bộ này nó gồm có là một cặp loa bass 16 cm, một cặp loa chép dôn và một cặp phân tầng y như hình như trong video anh em nha, và hàng của nó là hàng full hộp luôn này. Đó, cái con này á là các bác có thể về độ chế thùng lên thùng hoặc là thay thế những cái dàn loa nhưng mà nó bị cháy bị đứt á, để chay chép chay bát nha, thì mình độ vô thêm, mình gắn cái loa này vô đảm bảo nó sẽ hay hơn rất là nhiều khi mà mình cuốn cái loa của mình lại. Đấy, cái bộ loa này thì em hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng em sẽ xả cái bộ này luôn nha. Em còn khoảng hơn chục bộ như thế này. Đây là củ loa của JBL, đây JBL 210W này, mắt của nó luôn nha. Đây là bát 16, bình thường hồi trước em cũng bán là 1,8 triệu nhưng mà hôm nay mùng 1 em xả luôn nha, là 1,3 triệu một bộ này nha. Đấy, một bộ nó gồm một cặp bát, một cặp chép và một cặp phân tầng này, hàng xịn sò luôn, chính hãng của Mỹ nha. Em đặt trên trang mạng Alibaba về. Đấy, 1,3 triệu một bộ nha. Tiếp theo nữa là một cặp loa tay, cặp này em cũng còn khoảng 20 cặp. Đấy, gần 20 cặp nữa bác nào mua em sẽ xả luôn, 600.000 một cặp nha, hàng bát xịn của Trung Quốc. Bát của nó là bát 10 và một loa chép đôm anh em nha. Đấy, dòng dòng hai loa có thể ghép với lại bát 20 đổ lại để làm trở lời loa hát karaoke, còn không nữa là mình treo quán cà phê nha, làm nhạc hòa tấu cũng rất là hay. Giá là 600 ngàn nha, là em xả luôn 600 ngàn. Bác nào mua khoảng chục cặp em cũng vẫn có nha. Đấy, 600 ngàn một cặp loa bass, loa tay bãi Trung Quốc này. Còn tiếp theo nó là những cái cặp loa. Những cặp loa này thì em mang về, nó không có hiệu gì nha, có nghĩa là nó không có cái tem thông số ở mặt sau. Đấy, nó chỉ như vậy thôi, nhìn giống như là loa bãi của Mỹ, loa của Anh Quốc đấy. Đấy, nó có hai cái cặp loa này. Còn vỏ của nó là bằng mủ anh em nha, mủ rất là cứng và cũng rất là tốt luôn này. Đấy, bằng mũ giống như những cái dòng bút 101 đấy, cũng là một cầu loa. Còn đây là nút cái tinh chỉnh của nó là cái gì này. Đấy, cũng không đành nữa nha. Đây, lấy về sau có nhiều thì em giới thiệu hết trong cái clip để cho các bác nào mà xem cũng như là biết thêm về sản phẩm nha. Đấy, cái cặp này thì những cái cặp loa trắng này này, em đang có hai loại. Một loại bát 14 và một loại bát 16. Đây, những cái cặp loa bass 16 nhìn nó cũng rất là to nha, thậm chí nó to phải gấp đôi gấp ba lần cái dòng loa Bose 101. Đấy, đây là bass 14 này. 14 thì nó có hai loa, một loa bass 14 nằm ở đây và một loa chép đôm nằm ở trên cùng nha. Đây, cái giá của cái cặp loa bass này, ở trước thì nó có một cái hiệu này. Đây, cái hiệu này, cái hiệu em thấy nó ghi chữ Bokeh nha. Đây, Bokeh. Hàng này thì cũng không biết là hàng của nước nào nha, nhưng mà nhìn nó rất là khôn, cũng như là nhìn rất giống loa bái của Mỹ hoặc là của Anh Quốc đấy. Đây, vỏ bằng mủ hết. Đây, mặt sau của nó nha. Đây, và cái cặp loa bass 14 thì là giá là 2 triệu đồng một cặp nha. Còn loa bass 16 cũng là một loa bass và một loa chép, cũng là một loa thông hơi này, sẽ bán là 2 triệu 300 ngàn. Là loa bass 16 nha. Đấy, những cặp này nó có thể về làm hòa tấu quán cà phê. Còn thứ hai nữa là mình làm loa dành cho nhà thờ đấy, loa để nói đấy, cho cha làm lễ đấy, thì tuyệt vời ông mà trời luôn. Để những cái dòng loa này tiếng rất là hay luôn này. Đấy, em đang có khoảng hai cặp loa bass 16 và một cặp loa bass 14 nha. Bass 14 là 2 triệu, còn bass 16 là 2,3 triệu một cặp nha. Nếu bác nào mua thì liên hệ cho em ạ, và cọc trước cho em một ít nha. Tiếp theo nữa là một mẫu loa, đây là mẫu loa tay JBL, hàng bát xịn của Trung Quốc luôn. Bát cũng bát 16 và một loa chép giấy nha, nằm ở trên cùng. Đây, đây là loa chép này, còn ở dưới là loa bát và một lỗ thông hơi nha, bát 16 hết. JBL hàng xịn bát Trung Quốc nha. Còn đây là mặt sau của nó này. Đây, mặt sau của nó là JBL L3. Đấy, bác sĩ của Trung Quốc nha, làm loa tay ghép với loa bass 20, làm loa trả lời rất là tốt luôn. Đấy, giá là 1,6 triệu một cặp này. Đó, 1,6 triệu nha, hàng bác sĩ của Trung Quốc.
Tiếp theo đó là những cái con loa đang hàng bãi của Nhật bác 12 và một loa chép kèn nằm ở trên đây nha. Đây là dòng loa 2, dòng loa 2 quay nha, chứ không phải một quay nha anh em nha. Đấy, dòng loa 2 quay một chép kèn này, và vỏ nó cũng là vỏ bằng nhựa nha, giống như nhờ những cái cặp loa hồi nãy em vừa giới thiệu, một thương hiệu đang. Còn mặt sau của nó đây. Đấy, đây là mặt sau của loa đam này, DDS model là 310GX, trở kháng là 6 ohm và công suất của nó là 150W một loa nha. Đấy, hàng của Nhật xịn luôn. Cái dòng loa đam này thì em đang có 3 đôi, và cái giá của mỗi đôi này là 1.700.000 một đôi nha, bởi vì đây là dòng 2 loa. Còn nếu như mà dòng một loa thì nó tầm khoảng 1.400.000 đến 1.500.000 thôi, còn 2 loa thì nó sẽ đắt hơn nha. Nó sẽ đắt hơn một tí so với lại dòng loa mà dòng loa một quay, có nghĩa là một loa đấy. Đây là một chiếc kèn của nó nằm ở đây ngay đây như thế này đó, và một bát 12 nha, 150W một loa. Dùng loa có thể dùng làm trợ lời rất là tốt luôn, bởi vì những cái dòng loa này rất là châu bò này đó, đang có 3 đôi, giá là 1.700.000 một đôi nha. Đấy, dòng loa đam này, loa tay đam hàng bát xịn của Nhật nha. Đấy, hai loa luôn này, 1.700.000, và hai cặp loa Bose. Đây là 601 CD4 nha. Nó được sử dụng hai loa bass 16 vào một loa chép siêu chép giấy nằm ở phía trước. Còn một bass 16 nằm ở trên và một bass 16 nằm ở mặt sau nữa nha. Thế thì em sẽ quay ở mặt sau cho anh em xem luôn. Đấy, em đang có hai màu, một màu bạc và một màu vàng vân gỗ rất đẹp này. Còn đây là mặt sau của loa Bose 601 CD4 các bác nha. Đấy, nhìn tổng thể nó cũng rất là đẹp, hàng đẹp tuyệt vời, khoảng 90% đổ lên. Đây là một loa bass 16 này, nó nằm ở mặt sau, đánh bass rất là kinh hồn luôn. Và đây một là cái tem loa của nó bị bung chóc do thời gian nha. Đó, model 601 CD4 này, led ra đầy đủ luôn nha. Và cái cặp này thì nó sẽ 067, nó sẽ không có trùng CD anh em nha. Đây là hai số CD nó này, nó không có trùng CD nha. Và một cặp màu bạc này, cặp màu bạc là trùng CD, còn cặp màu vàng vân gỗ này nó sẽ không có trùng CD nha. Đó, anh em có thể để số CD của nó đây, 109 và 109 AP, còn bên đây là 109 BP nha. Đã trùng hết, trùng CD hết nha. Hai cặp đều đẹp như nhau, giá của cái Bose 601 CD4 này em đang bán là 12 triệu là một cặp loa màu vàng vân gỗ, còn 11 triệu là một cặp màu bạc nha. Đây, hàng này em sẽ bao zin và bao xịn cho anh em 100%, kể cả những cái gân loa của nó bằng vải lụa này. Đấy, nhìn nó chưa có dấu hiệu bị mục nha, rất là mềm luôn này. Và những cái cặp này thì chuyên hát karaoke cũng như là để nghe nhạc rất là hay. Và bên đây thì nó có một cái loa nha, nó bị đụng lỗ này. Đấy, nó bị đụng lỗ do thời gian đấy, thì nó bị đụng một lỗ nhỏ nhỏ ở đây nha. Nhưng mà không sao, bác nào mua thì em sẽ khắc phục cái lỗ này lại, cứ như là em dán một miếng ở trong để cho nó đẹp hơn nha. Đây, có một cái loa bát nó lủng một lỗ tí tí ở đây, còn là đẹp hết nha, từ loa chép tới loa bát là zin 100% luôn, kể cả gân loa. Và cuối cùng nữa là một cặp loa Bose, xin lỗi quý vị, một cặp loa Pioneer V3125 mã. Đây, cái cặp này em vừa về tới luôn này, zin xin 100% luôn. Và những cái dòng loa Pioneer V3125 mã này nó không có chấp xoay nha, công suất của nó thì 180W một loa, trở kháng là 6,3 ohm và made in Japan nha, bass 20, gân vải lụa luôn, màng giấy. Đấy, những cái cặp này chuyên hát karaoke cũng như là làm loa chuyên về tiếng rất là tốt luôn. Đây, căng còn đẹp này. Mặt sau của loa Pioneer V3125 mã là nó không có led ray, cũng như là công suất 180W, trở kháng là 6 ohm nha, và made in Japan, hàng Nhật xịn nòi luôn. Còn Pioneer V31 trơn hoặc là V11, V21 trơn là nó có chấp xoay. Còn riêng cái dòng V3125 mã này nó không có chấp xoay nha, nhưng nó sẽ bù lại, nó có công suất cao hơn, cũng như là củ bát của nó là củ bát từ đôi nha, cứ nghĩa là hai từ đấy, nó đánh sẽ vượt trội cũng như là bát mặn hơn là những cái dòng nó có chấp xoay một tí. Đấy, giá cũng vẫn không thay đổi nha, là 3.500.000 một cặp loa Bose Pioneer V3125 mã. 11 triệu là cầm một cặp Bose 601 CD4 màu bạc nha, còn màu vàng là 12 triệu.
Tiếp theo đó là những cặp loa đam. Đây là dòng loa bass tay bass 12 cùng với là một loa chắp kèn nằm ở phía trước nha. Đây này, đấy, một loa chắp kèn này. Cái giá của nó là 1 triệu 7 nha. Nó sẽ đắt hơn là những cái dòng loa tay một loa. Một cặp loa JBL loa tay bass 16 và một chắp giấy nằm ở trên cùng với là một lốt thông hơi, giá là 1 triệu 600 ngàn một đôi. Đây là loa bokeh. Bass 16 là 2 triệu 3 và bass 14 là 2 triệu đồng một đôi nha. Đây, những cái dòng loa này làm loa tiếng rất là hay luôn này. Nó không có thông số nha, em lấy về thì nó không có thông số. Vỏ là vỏ bằng nhựa. Đây, nhìn rất là khôn luôn này. Y như là những dòng loa của bãi Anh Quốc đấy. Đây, các bác có thể nhìn thấy nha. Nhìn rất là xịn sò. Giá là 2 triệu 3 bass 16 và 2 triệu đồng là bass 14 nha. Còn cuối cùng nữa là một cặp loa tay hàng bass xịn của Trung Quốc này. Giá là 600 ngàn. Và một bộ loa JBL hàng xịn chính hãng của JBL nha. Em đặt trên trang mạng nước ngoài đấy, Alibaba về sẽ có giá là 1 triệu 300 ngàn. Đây, cái giá là giá xả luôn nha. Và bác nào quan tâm đến mặt hàng trong clip ngày hôm nay thì xin vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng Trung Quốc nha. Và trước khi mua hàng bên em thì các bác xin vui lòng cọc trước cho em một ít để em làm lộ phí ship đi ship về, nếu như mà các bác không bom hàng đấy ạ. Nếu như mà các bác bom hàng đấy thì em sẽ lấy cái tiền cọc đấy để trả tiền ship nha. Về còn cái tình trạng mặt hàng cũng như là giá cả em cũng nói rõ hết trong video này nha. Khi mà các bác nhận hàng thì cũng vẫn được kiểm tra hàng cũng như là kiểm tra đúng như là trong hình trong video mà em giao đấy, thì thanh toán số tiền còn lại nha. Và em xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt ạ.